Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử hot girl Nguyễn Thị Hương Giang hay Giang Cadillac. Nguyễn Thị Hương Giang sinh năm 1990 tại thành phố Hải Phòng, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Nguyễn Thị Hương Giang hay Giang Cadillac là hot girl nổi tiếng ở Hải Phòng với vẻ đẹp nóng bỏng, lai tây, đầy quyến rũ. Không chỉ xinh đẹp, Giang Cadillac còn là một hot girl có khu thời trang khá ấn tượng và với văn phòng khá thoáng nhãng. Giang Cadillac đã nổi lên khi được cho là bạn gái tin đồn của Mạc Hồng Quân. Cô vô tình trở thành người thứ ba đáng ghét xen vào cặp đôi tiểu thuyết Mạc Hồng Quân và Lee Kute. Hot girl Giang Cadillac sinh năm 1990 tại Hải Phòng, từng là sinh viên của trường Đại học Phương Đông. Cô đã sở hữu một gương mặt xinh sáng với vóc dáng hoàn hảo và thường xuyên xuất hiện ở trên các tạp chí dành cho giới trẻ. Giang Cadillac đã nói về tin đồn giật chồng, giật Mạc Hồng Quân từ Khánh Ly. Bạn gái tin đồn của Mạc Hồng Quân, một cô gái khá nổi tiếng ở Hà Thành với biệt danh Giang Cadillac, đã tỏ ra khá ngạc nhiên trước tin đồn đi lại với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Ngày 30 tháng 10, Giang Cadillac, cô nàng được cho là bạn gái tin đồn của Mạc Hồng Quân, đã đăng tải một dòng trạng thái trên tài khoản Facebook để bày tỏ nỗi bức xúc của mình khi nhận được nhiều lời bình luận khiếm nhã nói về mối quan hệ của cô và Mạc Hồng Quân. Đoạn status có nội dung: "Tớ chưa lên thì các bạn dựng chuyện nó vừa phải thôi chứ. Đọc comment trời bới, quả quyết các bạn buồn cười thật. 5 năm đại học cộng với 1 năm tới cao học thạc sĩ của tớ không phải để ra đời bị gọi là mẫu ảnh hay hot girl. Phiền các bạn để tớ sống một cuộc sống của một con kiến đi." Theo những gì mà Giang Cadillac chia sẻ thì cô là một kiến trúc sư chính hiệu và công việc của cô là thiết kế chứ không phải là người mẫu ảnh hay hot girl như những thông tin được đưa ra trước đây. Ngoài ra, quan điểm status Giang Cadillac cũng ám chỉ rằng cô không thích việc bị gọi là hot girl và không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm của những người nổi tiếng. Cá tính mạnh của cô gái xinh đẹp cùng với những lời lẽ thẳng thắn, mạnh mẽ đã khiến cho nhiều người ủng hộ và đồng cảm. Khi bị đồn là bạn gái tin đồn của tuyển thủ Việt Kiều, cô đã nhận được rất nhiều bình luận khiếm nhã cho rằng cô đã cướp chồng của hot girl Lee Kute, trong khi Lee đang mang thai đứa con của Mạc Hồng Quân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.